Chào các bạn, mình là Chaien. Có thể bạn chưa biết nhưng HTC One M9 tuy đã xuất hiện nhan nhản khắp nơi nhưng đó mới chỉ là bản sách tay thôi. Còn bản chính hãng của chiếc flagship đến từ HTC này thì bây giờ mới được bán tại thị trường Việt Nam. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nó có khác gì bản sách tay không. Chiếc hộp thì vẫn khá là to, có hình vuông, có những chấm nhỏ li ti ở mặt trước. Ở chính giữa là dòng chữ HTC One M9 càng ngày càng nhỏ dần. Chất liệu thì vẫn bằng giấy tái chế. Hết rồi, và mình sẽ mở nó ra ngay bây giờ. Đó, là bên trong chúng ta sẽ thấy HTC One M9 nằm lệch sang một bên. Chúng ta sẽ cùng để máy sang một bên đã. Và xem phụ kiện có gì. Ở phía dưới này là phụ kiện, chúng ta sẽ có hẳn một khay để đựng sách hướng dẫn sử dụng rất là nhiều các loại giấy tờ, kèm theo một tờ giấy hướng dẫn chọc sim và cũng có một que chọc sim luôn. Tiếp theo là một cái tai nghe, nhìn thì cũng tương đối là đẹp nhưng không biết chất lượng có tốt không. Một củ sạc đặc trưng của HTC và một cái cáp micro USB. Và đó là toàn bộ phụ kiện chúng ta. Cùng quay trở lại với HTC One M9. Về thiết kế thì nhìn tổng thể nó vẫn còn nhiều nét tương đồng với One M8. Vẫn là khung nhôm nguyên khối với các đường nhựa phục vụ cho việc bắt sóng. Mặt lưng thì có dạng vòng cung cho cảm giác cầm nắm tốt. Hai giải loa boom sao ở phía mặt trước cùng với hàng phím cảm ứng đặc trưng của HTC. Tuy nhiên thì về chi tiết, HTC One M9 đã được gia công khác biệt hơn. Cụ thể thì chúng ta sẽ chỉ có thấy một camera thôi. Mặt lưng được trang bị theo dạng phay xước khiến cho chiếc điện thoại của chúng ta phản quang nhiều hơn và nó sẽ long lanh hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một phần viền bằng kim loại khác màu với máy chạy dọc theo các cạnh. Điều này khiến cho HTC One M9 khi cầm vào sẽ cấn tay hơn một chút so với M8. Tuy nhiên thì sẽ đỡ trơn trượt hơn. Như trên One M8 thì tay bạn mà có lỡ dính dầu mỡ hoặc là bị mồ hôi trơn thì sẽ rất là dễ rơi. Còn trên One M9 thì có lẽ là chúng ta sẽ không gặp hiện tượng này. Ngoài ra thì các phím mật lý của One M9 cũng đã được thay đổi. Phím nguồn thì đã được đặt ở bên cạnh phải chứ không ở trên đỉnh nữa. Và nó được trang trí bằng những đường tròn đồng tâm giống như là trên Asus. Còn hai phím tăng giảm âm lượng thì đã được tách ra thành hai phím riêng biệt chứ không còn tích hợp trong một phím như trước nữa. Như vậy là khi bấm sẽ khó bị nhầm hơn. Về cấu hình thì các bạn có thể xem thông tin ở trên màn hình. Còn bây giờ thì mình sẽ nói qua về vấn đề mà nhiều người quan tâm trên HTC One M9, đó chính là nhiệt độ. Có thể nói là con chip Snapdragon 810 tuy cho một hiệu năng rất cao nhưng nhược điểm thì lại quá rõ ràng, đó là tỏa nhiệt. Bản thân chiếc HTC này khi mình chỉ mới bật lên và lướt mấy cái thì nó đã có dấu hiệu tỏa nhiệt rồi. Đối với những bạn dễ ra mồ hôi tay thì One M9 sẽ đem lại cảm giác khá là khó chịu. Thậm chí nếu các bạn đi ngoài trời thì có thể là nó sẽ nóng lên. Tuy nhiên thì cũng khó trách HTC do cái bộ khung kim loại của mình. Chính xác thì nó là hợp kim nhôm. Công thức hóa học cụ thể là gì thì chỉ có Dechi biết thôi, Chaien thì chịu. Cái chất liệu này thì nó tản nhiệt tốt cho chip, thế nên là nó sẽ gây nóng máy. Tất nhiên nhiệt thì sẽ phải tản ra bên ngoài, chứ chẳng nhẽ lại tản vào bên trong. One M9 thì đã được cài sẵn Android 5.0 với giao diện Xen 7. Nói chung về tổng thể thì HTC One M9 vẫn là một chiếc điện thoại rất tốt cho hiệu năng cao, thiết kế đẹp mắt, nam tính và sang trọng. Mặc dù vậy thì HTC One M9 so với One M8 thực sự thì vẫn chưa có quá nhiều đột phá. Nhiều người thì vẫn có quan điểm rằng là đã đẹp rồi thì không cần thay đổi nhiều, cứ để nguyên như vậy là được. Nhưng mà thực ra thì đã là thẩm mỹ, hầu như là nó sẽ theo những xu hướng. Nếu mà cứ tiếp tục giữ nguyên những cái đường nét như vậy thì chẳng mấy chốc chiếc điện thoại sẽ trở nên lạc hậu so với những chiếc điện thoại khác. Và như vậy thì sẽ rất khó để lôi kéo thêm người dùng về với sản phẩm của mình. Còn những khách hàng quen thuộc hay còn gọi là fan ý, thì dĩ nhiên là sẽ trung thành với sản phẩm của mình rồi. Apple là một tấm gương của việc mạnh dạn thay đổi. Những thay đổi của họ dù đẹp hay không thì cũng đều đáng được ghi nhận bởi nỗ lực của mình. Samsung cũng vậy, họ đang được ủng hộ nhiệt liệt bởi sự dám thay đổi mình. Như vậy mình vẫn mong đợi sản phẩm tiếp theo của HTC, có thể là One M10 hay là gì đó, thì có những đột phá hơn trong thiết kế cũng như trong các tính năng, hoặc đơn giản là cải thiện về nhiệt độ. Hãy theo dõi những thông tin mới nhất về công nghệ trên S Channel. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.